Phương. Chào chị. Chào chị. Để em qua giường lên cho hai chị dễ nói chuyện. Cảm ơn chị nhiều. Hai chị cần gì cứ gọi em. Dạ, cảm ơn chị. Từ hôm qua tới giờ em thấy sao rồi? Em cũng còn mệt mỏi và khó chịu lắm. Nhưng mà em sẽ không bỏ cuộc đâu. Em phải cố gắng lên. Tinh thần phải thoải mái, không có lo nghĩ gì hết. Vậy em biết rồi. Chị Ba à, chị lấy giùm em thuốc để trên đầu giường đi. Để chị lấy cho. Thuốc này uống làm sao? Chị lấy giùm em cái viên này nè. Viên này phải không? Dạ. Nè. Mấy hôm nay công việc của chị Ba bận lắm hả? Nhìn chị em thấy hốc hác hẳn luôn đó. Công ty con này mới thành lập nên chị phải cố gắng thể hiện thật tốt thì mới có thể giành được nhiều dự án quan trọng. Bây giờ chị phải lo luôn phần việc của anh Hải nên chị bận hơn ngày xưa. Sao chị không tuyển thêm người đi? Sức khỏe là quan trọng nhất đó. Anh Hải cũng đề nghị như vậy, nhưng mà giai đoạn này chị muốn chứng tỏ năng lực của mình cho chủ tịch thấy, để sau này nếu mà chị có cưới anh Hải, công việc sẽ thuận lợi hơn. Phương, em sao vậy? Gì vậy em? Phương, em sao vậy? Phương à? Phương, chị Ba ơi. Hả? Tự nhiên em đau bụng quá. Để chị đi kêu bác sĩ. Bác sĩ ơi, bác sĩ. Chị Ba ơi, em đau quá. Em có bị sao rồi bác sĩ ơi? Alo, tôi nghe đây chị. Cô gái tên Phương hôm trước, ông nhờ tôi để ý, cậu đã bị sảy thai rồi. Do cái thai yếu từ trước nên tôi cũng lường trước khả năng này rồi. Cảm ơn chị nha, bữa nào rảnh uống cà phê. Ok Quân. Thôi con, bác sĩ cũng nói cái thai nó yếu rồi. Con cũng cố gắng lắm rồi. Đừng có buồn nữa con. Có khi nào lúc đó bà làm gì trong nước của con Phương? Chị, em tôi đã bị sảy thai. Ồ, vậy hả? Tội nghiệp cô ấy quá. Nè chị, hồi nãy tôi vào, tôi thấy chị đang lau dọn. Em tôi uống thuốc xong một chút thì xảy ra chuyện. Có phải chị bỏ gì trong ly nước của nó không? Cô nói gì kỳ vậy? Tôi chỉ lau dọn phòng thôi, tôi có biết gì đâu. Tôi có gây thù chuốc oán gì với gia đình cô đâu mà tôi phải làm như vậy. Nhưng rõ ràng là khi nó uống xong ly nước đó, nó rất đau bụng và lại sảy thai. Thì chị giải thích đi. Tôi không biết gì hết, tôi chỉ lau dọn phòng thôi. Có chuyện gì vậy? Con nghi chị này bị ai sai khiến, giở trò trong ly nước của con Phương nên nó mới bị sảy thai. Nếu như có ai sai khiến chị, chỉ cần chị nói tên người đó, họ cho chị bao nhiêu, tôi cho chị gấp ba. Chị có nói không? Cô coi, cô đó nói chuyện gì mà kỳ cục quá. Tôi có biết gì đâu, tôi chỉ lau dọn phòng thôi mà. Nhưng mà chị... Xin lỗi cô, tại vì con Thư nó sót em cho nên mới nói như vậy. Con, cô Nhung hay vô đây lau dọn phòng. Con nói chuyện với dì mấy lần, cô không có làm gì đâu con. Dì à, một khi con đã nghi là sẽ có chuyện. Rõ ràng con Phương nó uống nước xong nó bị đau bụng. Không lẽ... Con, không lẽ là con không tin gì? Xin lỗi cô. Bác sĩ cũng nói cái thai vốn yếu sẵn rồi mà con. Tại con nghe anh Hải nói bên nhà vợ của tên Quân với ông ngoại của hắn đang làm áp lực bắt hắn phải giải quyết cái thai của con Phương. Con chỉ sợ hắn sai người ra tay với con Phương thôi gì. Con đừng để thù hận làm mờ lý trí. Nhìn đâu con cũng thấy người xấu, thấy người muốn hại mình. Trước đây con đâu có như vậy đâu. Chính vì trước đây con không đề phòng kẻ xấu nên con mới bị tên Quân và ông Hải hại đó gì. Dì không nhớ hả?
Con không nói nữa. Con vô xem con Phương sao rồi. Phương, đừng khóc nữa mà em. Cậu còn tới đây làm gì? Tới để xem coi cái thai của cổ đã mất thật chưa. Có như vậy tôi mới yên tâm được chứ. Tới đây làm gì nữa hả? Anh đi mau đi. Anh đi đi. Tôi đúng là có mắt không trọng, cho nên tôi mới yêu một tên khốn nạn giống như anh. Nếu mà như vậy thì cô phải cảm ơn tôi mới phải. Vì nhờ tôi mà cô mới được sáng mắt. Anh đi đi. Đi đi. Đi đi. Đi đi. Phương, đi đi. Bình tĩnh chút nãy. Phương à. Phương. Phương à. Anh không đáng để em buồn như vậy đâu. Chị con nói đúng đó. Con phải mạnh mẽ lên.